Diện mạo quý tử nhà hào môn của Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn gây chú ý. Chuẩn bị bước sang tuổi lên 4, quý tử con ở nhà Lan Khuê được nhận xét có gương mặt đáng yêu, giống bố như đúc. Những ngày qua, gia đình siêu mẫu Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn đang có chuyến du lịch tại Canada. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu vừa chia sẻ hình ảnh cả gia đình chụp tại khu vui chơi. Đây cũng là lần hiếm hoi Lan Khuê đăng ảnh lộ rõ gương mặt của quý tử con lên mạng xã hội. Nhóc tỷ chuẩn bị bước sang tuổi thứ 4, cậu bé được nhận xét có gương mặt giống bố như đúc. Quý tử nhà hào môn sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, kháu khỉnh và có vẻ rất lém lỉnh, hiếu động. Bé Connor là con trai đầu lòng của Lan Khuê và ông xã John Tuấn Nguyễn. Nhóc tỷ chào đời vào năm 2019. Thời gian đầu, Lan Khuê khá thoải mái chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội, nhưng khi Connor được vài tháng tuổi thì nữ siêu mẫu khá hạn chế. Nhóc tỷ này cũng là một trong những VipKid của Vbiz bởi được sinh ra trong gia đình hào môn giàu có. Connor được bố mẹ chăm sóc kỹ càng, Lan Khuê dành khá nhiều thời gian và công sức để tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống cho con. Trong khi đó, doanh nhân John Tuấn Nguyễn thì thường xuyên đưa vợ và quý tử đi du lịch sang chảnh ở nhiều nơi trong và ngoài nước.